Chiều nay 4 tháng 8 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi gặp mặt động viên đội ngũ cán bộ y tế các bệnh viện trung ương tăng cường cho các tỉnh, thành phố phía Nam phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, trưởng Ban Dân vận Trung ương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đại dịch COVID-19 đã xảy ra nhiều đợt, liên tục và ngày càng nguy hiểm hơn, tác động nghiêm trọng trên phạm vi toàn thế giới. Ở nước ta, các cơ quan chức năng và các lực lượng tuyến đầu đã căng sức, tập trung cùng với cả hệ thống chính trị, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng và cuộc sống của người dân. Bày tỏ xúc động gặp mặt các y bác sĩ đại diện cho gần 3.000 nhân viên y tế của 22 bệnh viện tuyến trung ương, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị lên đường tăng cường lực lượng phòng chống dịch COVID-19 cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là nhiệm vụ hết sức cao cả và vinh quang, tự hào, thể hiện nghĩa cử, sự chia sẻ, tinh thần trách nhiệm cao với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam. Hiện nay Hà Nội và các tỉnh phía Bắc cũng rất cần và rất cấp bách, nhưng thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam còn cần hơn, cấp bách hơn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương những hy sinh, cống hiến vô cùng thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của toàn thể cán bộ, thầy thuốc, y bác sĩ, tình nguyện viên, người lao động ngành y tế. Chủ tịch Quốc hội chúc các y bác sĩ, nhân viên y tế nhiều sức khỏe, tiếp tục lan tỏa tinh thần, lương y như từ mẫu, phát huy tài năng, năng lực chuyên môn để chăm sóc, chữa trị tốt nhất cho người bệnh. Tại cuộc gặp mặt, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ 8 tỷ 547 triệu đồng từ nguồn vận động phòng chống dịch COVID-19 để hỗ trợ cho các y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến trung ương tăng cường các tỉnh phía Nam.